Được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ đã chủ trì phối hợp với Ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố, tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018. Năm nay, lễ hội bánh được diễn ra từ ngày 25 tháng 4 năm 2018 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề Cội nguồn chiếc bánh quê hương, lễ hội đã thu hút hàng trăm nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố và một số nước tham gia. Với quy mô 200 gian hàng, lễ hội đã trưng bày giới thiệu 100 loại bánh dân gian, các món ẩm thực dân gian, nước uống dân gian và 100 gian hàng trưng bày các đặc sản vùng miền. Ngoài ra, lễ hội còn giới thiệu một số loại bánh nổi tiếng từ các nước trên thế giới. This Malaysia, I'm from Malaysia. They put one man Malay roti. Roti and chicken and beef and chocolate and kaya and durian and banana and pomai cheese. Không khí những ngày qua tại đây luôn tấp nập du khách tới trải nghiệm lễ hội với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như lễ dân bánh đình thần Tân An, kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương, phong phú về hình thức, đi vào chiều sâu nghi lễ. Biểu diễn các loại bánh dân gian, tái hiện lại không gian xưa với các dụng cụ và nghệ nhân trực tiếp thực hiện cùng với nghệ sĩ khách tham quan. Gian hàng buffet bánh dân gian Nam Bộ, trong nhà với nhiều loại bánh phục vụ thực khách đến thưởng thức. Hoạt động khu chợ đồ xưa miền Tây và khu chè quê với hình thức giới thiệu và mua bán gần 50 loại chè và thức uống dân gian từ truyền thống đến sáng tạo. Hội thi làm bánh dân gian nhằm phát hiện và giới thiệu những bí quyết làm bánh, những loại bánh ngon ở các địa phương trên cả nước, đồng thời tôn vinh các nghệ nhân nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ. Hội thảo công nghệ bảo quản và bao bì đóng gói bánh dân gian nhằm mục đích đánh giá thực trạng bánh dân gian hiện nay và tìm giải pháp đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy bánh dân gian trong việc ứng dụng công nghệ bảo quản và bao bì đóng gói các loại bánh dân gian. Hội thi hát về bánh dân gian Nam Bộ gắn với các làn điệu dân ca Nam Bộ trình diễn phục vụ thực khách. Các chương trình văn nghệ đặc sắc diễn ra hàng ngày, đơn ca tài tử, biểu diễn hài của nhóm Double Quick đến từ Nhật Bản và các chương trình nghệ thuật khác ngay tại sân khấu chính của lễ hội. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động trò chơi dân gian, tái hiện con đường bánh dân gian Nam Bộ, được tạo hình mỹ thuật từng loại bánh kết hợp nghệ thuật sắc đặc từ 10 loại bánh truyền thống tiêu biểu. Đây là điểm nhấn trung tâm không gian lễ hội và phục vụ khách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Đây là lần thứ 2 mình tham gia cái lễ hội bánh dân gian và mình cảm thấy là trong lần này thì có cái quy mô tổ chức nó lớn hơn, hoành tráng hơn và thức ăn thì nó phong phú hơn. Thì đó là điều mà mình cảm thấy là thú vị đầu tiên. Và cảm thấy là những cái gian hàng thì những người nhân viên thì rất là nhiệt tình và cái thực phẩm thì nó đa dạng, mình rất là thích. Nói chung là các loại bánh đều rất là ngon, có tất cả đặc sản các vùng miền. Nói chung là rất là phong phú. Oh, it's very nice, a lot of people, everybody seems to be happy and it's nice, beautiful. Theo thống kê, trong 5 ngày diễn ra lễ hội đã thu hút khoảng trên 500.000 lượt khách tham quan. Để làm nổi bật nội dung và ý nghĩa của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, các chương trình trong lễ khai mạc đã được đầu tư rất công phu và tỉ mỉ về nội dung và hình thức thể hiện qua các tiết mục, tạo nên một bức tranh sinh động về màu sắc ẩm thực dân gian. Lễ hội năm nay được thành phố Cần Thơ tổ chức đã thực sự trở thành một nét đặc trưng của thành phố, là điểm nhấn văn hóa ẩm thực của vùng, vừa mang nét truyền thống dân gian, vừa mang tính hiện đại. Hầu như là năm nay là cái gì cũng ngon, thấy cái gì cũng khéo hơn mỗi năm. Nhưng một ngày một phát triển, lễ hội này là tôi cũng muốn là duy trì mãi. Biết không? Vui là lại ẩm thực mà lại đồ vừa ngon. Thông qua lễ hội, thành phố quảng bá được hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa Nam Bộ, giới thiệu các loại bánh đặc trưng và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của người dân Nam Bộ. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2018 được xem là một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý của vùng Tây Nam Bộ trong tháng 4, tháng của lễ hội.